Trang trại Thanh Xuân đón dế của khách hàng gửi về bán tại cơ sở chăn nuôi của trang trại Thanh Xuân đây. Thường thì khách hàng sẽ gửi về theo đường ô tô. Trang trại Thanh Xuân đón tại bến có tất cả các bác nhân viên đón và gửi đi cho khách hàng. Nếu là dế sống chúng tôi bán thẳng luôn cho các thương lái mua buôn trên toàn quốc. Hai nữa là một phần sẽ gửi về khu thu mua, thì thường là sẽ quay được một chiếc ở khu thu mua, còn các cái đơn mà gửi đi luôn thì bà con cứ làm việc với trang trại Thanh Xuân thì chúng tôi thu tại bến xe và cân, rồi tất cả mọi khâu nhân viên sẽ đàm thoại với các bác khách hàng qua Zalo. Ví dụ như các bác gửi về số lượng bao nhiêu sẽ ghi tổng số trên thùng, rồi ghi bì là bao nhiêu, tổng số là bao nhiêu, giờ và số dế là bao nhiêu thì nó sẽ chuẩn luôn. Khi về thì trang trại Thanh Xuân đón dế sẽ bao giờ cũng sẽ cân tổng lên xem có đủ tổng không, hoặc là sẽ quay gửi cho các bác khách hàng mà làm chuyên nghiệp rồi thì cứ yên tâm là sẽ được hướng dẫn rồi mọi thứ đầy đủ. Các bác làm chuyên nghiệp rồi với trang trại Thanh Xuân thì sẽ biết phương thức cách làm. Con dế nuôi của một bác khách hàng đã đạt được tổng số 95%. Tổng đàn là có cánh. Con dế nuôi sạch sẽ thì bao giờ các bác nhìn nhá, nếu con chuồng nuôi là sạch sẽ, con dế nó sẽ căng bóng. Cái đầu của con dế nhìn nó sẽ bóng bẩy đấy, và nó nhanh nhẹn. Thùng nuôi bác đóng sạch sẽ, bác đóng hai cái thùng dẹp như này thôi, nhưng mà bằng lá nhãn, cành lá nhãn là cũng sạch sẽ, nuôi tốt. Con dế nuôi rất là dễ, có nhiều bác là nuôi chăn nuôi tay chăn nuôi cũng không được chuẩn, thì các bác nói là nuôi dế nó khó, nhưng mà nhiều bác là bác nuôi cực kỳ đơn giản, không cầu gì lắm nhưng mà sạch sẽ. Sạch quan trọng nhất là môi trường thoáng sạch thì sẽ đem lại được cái kết quả rất là như mong muốn, luôn nha. Công thức này nó rất dễ thôi, các bác đừng áp dụng ví dụ như là tăng độ ẩm lên làm gì, hoặc là xịt nước, hoặc là cho ăn nó quá nhiều, nó dư thừa, nó bị hỏng, bị thối thì sẽ không được đem lại được cái kết quả tốt đâu ạ. Mà ngược lại là con dế nó sẽ sinh bệnh ra. Đây các bác cứ túc tắc nuôi các cái gói, ví dụ như là thấp nhất là gói 3 triệu này trở lên. Các bác mua lên các cái gói to, các bác muốn đầu tư gói nào cũng được, thấp nhất là 3 triệu, thì các bác có định mức ở bên cạnh đó tương đương gói 3 triệu thì sẽ có cái định mức thu mua hàng tháng. Trang trại sẽ hỗ trợ được các bác thu mua là bao nhiêu cân trên một tháng, giá cả thì cố định rồi. Còn các bác nuôi càng gói lớn thì các bác bán số lượng càng nhiều và có thể tăng gói bất kể lúc nào, trang trại sẽ cộng quà cho các bác. Đây, bác này nuôi con dế căng bóng sáng rất là đẹp. Website trang trại Thanh Xuân .com. Kênh YouTube trang trại Thanh Xuân kênh 1, trang trại Thanh Xuân kênh 2. Các thùng nuôi là như này, là các thùng gỗ đấy ạ. Các thùng gỗ của các bà con mình cứ làm các thùng như này thôi, rất là đơn giản, mà nuôi là bền 5-6-7 năm vẫn chưa hỏng đâu ạ. Ngoài ra mình có thể nuôi bằng thùng bìa cũng được. Kênh YouTube trang trại Thanh Xuân kênh 1, trang trại Thanh Xuân kênh 2. Bà con vào để theo dõi thêm thông tin.